Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi sửa điện thoại di động. Đây là cái máy Nokia Lumia 625 nha các bạn. Nó bị liệt nút nguồn ha. Nút nguồn bên đây nè. Bấm không được nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành mở máy nha các bạn. Các bạn mở cho mình cái nắp lưng ra. Cái này á, cái dòng Nokia Lumia 625 này các bạn, nó có một cái phím là size key nha các bạn. Đây là nút nguồn nè. Đây là volume up nè, volume down nè. Cái này power key là nút nguồn nha các bạn. Cái này là nút camera. Cái nút nguồn này các bạn, nó mấy cái nút này á, nó hay bị chốc nha các bạn. Nó chốc là nó giống như cái mấy cái nút này giống như cái phím nguồn của cái máy iPhone 4S gì đó các bạn. Là cái nút home của máy iPhone đó. Nên nó hư cái này á, các bạn có thể áp dụng là sửa chữa nha, thay y hệt như vậy nha các bạn. Các bạn không cần phải mua cáp phím đâu nha. Ở đây là cái size key của nó nè các bạn. Nếu các bạn không thích sửa, không thích hàng á, thì các bạn ra ngoài chứ các bạn cứ việc ra một cửa hàng, các bạn mua một cái size key. Nói là bán cho mình một cái cáp phím nút nguồn hay là nút volume á, âm lượng của cái máy á, như cái này là Nokia Lumia 625 á, hoặc là nếu các bạn có cái máy model cũng lại CK này đó các bạn, 1320 á, thì các bạn cứ mua nha. Dù các bạn xài điện thoại nào á thì mua đúng cái CK của nó nha các bạn. Ở đây mình sẽ, tại vì cái này quá đơn giản, nếu bạn mua cáp phím và thay á thì quá đơn giản nha. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay trực tiếp cái nút này luôn nè. Cái nút này các bạn, mấy cái cáp phím cũ của các bạn, các bạn tận dụng nha. Các bạn tháo cái nút từng nút này ra nha các bạn. Ở trên tay mình á, mình đã tháo ra mấy nút rồi nha các bạn. Cái nút hư á, cái cáp phím mà bị hư các bạn, mấy cái nút này còn tốt á, thì cái gì mình các bạn tận dụng lại nha, để dùng các bạn để thay cho cái cáp phím này. Một trường hợp nữa các bạn, đây là cái trường hợp mà cái size key nó bị bung cái đệm phím này ra nha các bạn. Là ở đây các bạn, nó rất dễ bị oxy hóa ra ten nè các bạn. Nó vô nước vô đây là bị oxy hóa ra ten nha. Nó gây ra hiện tượng là chạm phím, nó tự động stop nè, nó khởi động nguồn liên tục nha các bạn. Nó không có boot lên được nha. Nó boot lên đây Nokia mà nó tự động nó stop, nó khởi động lại, tại vì nó chạm hai cái nút này nè các bạn. Hai cái chân này nè. Nó làm cho nó dùng các bạn cứ nhấn luôn cái nút nguồn này là nó bị chạm phím á. Là các bạn không thể khởi động được nha các bạn. Rồi sau đây không? Mình sẽ tiến hành là tháo cái máy nha các bạn. Nó chạm nè các bạn. Ở đây các bạn dùng cái vít T5 cho mình nha các bạn. Ốc Nokia Lumia. Cái này các bạn có thể áp dụng thay cho các cáp phím size key của cái máy, tất cả các máy đó, dòng máy trên thị trường luôn nha các bạn. Giống như từ Samsung, Oppo hay là Huawei hay là cái gì đó các bạn. Có thể nếu nó bị liệt cáp phím á, liệt nút bấm á, thì các bạn có thể thay luôn nha. Còn cái nút này á, thì nó giống như cái máy iPhone đó, iPhone 4S. Cái nút nguồn á, các bạn có thể lấy cái này các bạn sàng qua thay được nha. Chờ mà các bạn cái cấp phím nguồn các bạn bị liệt nút nguồn á, các bạn thay cũng dễ nha. Rồi sau đây mình start tắt cái nắp ra, tách sườn ra nha, cắt vỏ ra nha các bạn. Cái này nó, cái vỏ này nó giòn, nó dễ vỡ nha các bạn. Các bạn để lâu ngày á, các bạn nên nạy nhẹ nhẹ thôi nha, nạy cho cái ngàm nó bung ra được rồi. Mấy cái vỏ nhựa này các bạn nên nhẹ tay thôi nha, không cần phải mạnh tay quá đâu. Này cho nó tách cái nhà mà rồi nha các bạn. Ở đây là pin nè các bạn, bạn tháo nó pin ra nha. Khi bạn tháo pin ra, đây là cái cấp phím nguồn nha các bạn. Đây là cái size key nè các bạn. Phía dưới là cái support này nó sẽ nối với cái phần sạc nha các bạn. Loa chuông rung, cái rung ở dưới nè, cái loa nè, speaker nè.
thì nó ăn mấy cái má tiếp xúc mà bạn. Nói chung là cái bọ dưới á, nó nối với cái bên bọ chính nè bạn, nhờ cái cáp phím này nè. Đồng thời á, có mấy cái nút như volume up, volume down, rồi nút mở nguồn nè, cái nút camera nè, nó đều đi qua cái cáp phím này á. Cho nên cái cáp phím này á, cái sake này nó khá quan trọng nha các bạn tách ra cho mình nha. Ở đây không có gì, các bạn dùng cái lưỡi lam các bạn mở ra ha, tách từ từ nha các bạn. Nói chung cái gì, cái đồ điện thoại á, đồ điện tử á, các bạn làm nhẹ tay thôi, không có cần phải vội vàng ha. Có thể đứt cáp là mất công, là phải mua phát cáp mới nha các bạn. Dùng lưỡi lam các bạn lại nhẹ thôi nha. Mấy cái phần bên đây á là nó chỉ là cái bật kèm hai mặt, nó dán dính vô thôi, nó áp sát vô thôi. Rồi mà socket phía dưới nè, socket phía trên luôn. Rồi đó, từ đó các bạn tách cái sake này ra, làm nhẹ tay nha các bạn. Rồi đây, đây là cái sake, cái cắt phím của nó. Nếu các bạn không thích sửa chữa thì các bạn cứ ra ngoài, các bạn chỉ mua cái cắt phím này và thay là ok. Còn ở đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng thôi, tại vì cáp phím ngoài các bạn á, mua ngoài á, nó không được zin như cái cáp phím chính hãng này đâu. Nhiều khi nó lô hơn á, thì các bạn có thể tận dụng lấy cái nút của cái cáp phím lô á, các bạn thay vô đây nha. Rồi tiếp theo á, các bạn chuẩn bị cho mình lấy cái mỏ hàng thôi. Đây, các bạn dùng cái mỏ hàng cho mình. Rồi các bạn up lại nha. Còn đã cái cáp phím này các bạn trên thân cái mỏ hàng này nè, nhớ làm cho mỏ hàng này nóng trước nha các bạn. Rồi các bạn lấy một nút cho mình, cái nút vàng á, nút vàng là nút của nó. Đây mình lấy một cái nút vàng nha các bạn. Đây, cái nút vàng này mình sẽ thay vô cái nút vàng hư ha. Đây là vị trí nút nguồn hư nha các bạn. Các bạn cho mình một ít nhựa thông ha. Nhựa thông một mở hàng á, các bạn chấm cho mình. Chấm chút xíu nha các bạn. Sau đó các bạn đặt cái nút này nè lên cái thân mỏ hàng ha. Cái này hướng dẫn cho các anh em thợ mới vô nghề luôn nha. Các bạn làm cho mỏ hàng nó nóng một xíu rồi các bạn tách ra. Để chú ý lại, có để cái thân nè, các bạn để vị trí này nè. Phía sau lưng cái phím này nè, các bạn đặt lên cái mỏ hàng ha, thân mỏ hàng. Nó nóng nha các bạn, đừng chạm tay vô nó phỏng nha các bạn. Để chút xíu là nó nóng nó chảy ra. Rồi, ra nha các bạn. Để một xíu là nó nóng, tách ra liền nha các bạn. Nhớ nha các bạn, chủ yếu là các bạn đá chân trước, đá chân cho mấy cái chân chì nè. Các bạn không được chờ mà cứng quá, các bạn cố gắng cái này nảy là đưa bị đứt chóc chân này nha các bạn. Chóc chân đồng, chân chì ra. Nên tuyệt đối là không được ấy nha, cho nó mềm các bạn mới đá chân nha. Rồi đây là cái nút hư, mình sẽ bỏ nút này mình thay cái nút mới nha các bạn. Còn một trường hợp nữa, các bạn nhìn thấy cái chân chì này á, nếu mà nó thiếu chì á, các bạn có thể xi ra, các bạn lấy dây chì á, các bạn khi mà các bạn tháo ra các bạn thấy nó thiếu chân á, các bạn xi một xíu chút xíu nha, các bạn dùng mỏ hàng á, các bạn xi ở đây mình sẽ xi một chút xíu, đừng xi nhiều nha các bạn, xi nhiều chậm chân nha. Xi cho chì nó đắp lên thôi. Nè các bạn, cái phần chân chì mà nó mới xi thêm nè, xi mỏng luôn nha các bạn, không cần xi nhiều. Rồi sau đó các bạn làm cái tương tự như vậy thôi, các bạn chỉ cần lấy cái nút. Rồi sau đây chúng ta sẽ tiến hành hàng vô nha các bạn.
bạn hàng vô đây nha. Các bạn đúng đặt đúng vị trí nha các bạn. Các bạn đợi một xíu là nó ấy nha các bạn. Cho các bạn nóng mà các bạn đẩy vô nha. Để trên thân cái mẫu hàng á. Các bạn nhớ đá chân một xíu nha các bạn. Đừng có để lâu quá nó cháy nó hư cá phím nha các bạn. Đá chân một xíu là nó ăn rồi, ăn chì rồi. Rồi xong rồi các bạn. Làm cực nhanh nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Cái vị trí cắp phím mà mình đã làm cho các bạn. Khá đẹp ha, đúng vị trí của nó luôn nha. Các bạn nhìn thấy nó hơi vị trí xém một tí thôi, không có gì hết. Đây. Các bấm nó nảy là ok nha các bạn. Và là như vậy là xong rồi ha. Các bạn chỉ cần ráp máy vô thôi, các bạn test thôi. Mình thử trước nha các bạn, không cần thử trước coi nó ok không à. Rồi gắn pin vô. Ở đây yêu cầu quá, nếu mà khi mà các bạn gắn pin vô mà nó tự động nó khởi động nguồn, đó là cái cắp phím này nó bị chạm nè, cái nút nguồn nó bị chạm nè. Coi cái kiểm tra lại ha, coi cái mối hàng nó ổn không nha các bạn. Trường hợp mà các bạn gắn pin vô á, pin nói chung mở nguồn được á, mà các bạn thấy ok, nó không có tự động khởi nguồn lên là ok nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút nguồn thôi, cho nó tự boost lên nha. Đây nè, nó lên khởi động nguồn lên. Để xíu nó cho nó stop lên nha. Ở đây á, nếu mà cái nút volume này các bạn, mấy cái nút này các bạn dán lại nha. Dán lại nếu mà nó ăn á, keo nó còn dính á thì các bạn không sao á. Trường hợp mà nó mà cái keo nó mà không còn dính nữa các bạn, cái nút này không còn dính nữa thì các bạn lấy cái băng keo hai mặt á. Các bạn nó lấy từ cái cục băng keo hai mặt này, rồi các bạn lấy kéo các bạn cắt ha, cắt mà các bạn dán vô cái nút này nè. Mình giả sử đi cái nút của nó như thế này nha các bạn, rồi các bạn lấy một cái miếng băng keo hai mặt ha, các bạn cắt mỏng thôi. Ở bên đây mình làm demo thử cho các bạn xem nha. Rồi cắt một khúc như thế này. Cái trường hợp mà cái nút này các bạn, cái nút này nó không dính á. À, trường hợp này nó không dính nè các bạn. Rồi các bạn dán cái đây nha. Để mình thử nha. Mình bấm nguồn nè. Rồi tắt ok nha các bạn. Rồi như vậy là tốt nút nha các bạn. Rồi chúng ta đi tiến hành cái nút này các bạn, các bạn dán lại ha. Hai trường hợp này nè, các bạn lấy băng keo hai mặt ra, các bạn dán cái đây nè. Trường mà nó bị bung quá, nó không dính keo nữa. Mình cắt ra cho mình thôi, rồi. Rồi như vậy là được rồi nha các bạn. Nào. Mấy cái nút này các bạn dán lại hết luôn nha. Khi mình tháo ra thì nó sẽ bị bung keo. Còn trường hợp đó, keo nó còn dính đó, thì các bạn không cần phải làm như vậy ha. Các bạn dán sơ thôi. Còn cái xe key phía giữa nè các bạn, cho mà nó khô quá các bạn có thể khỏi dưa khai dán được nha các bạn. Dán nó cho nó dính theo thôi mà chứ là giữ thôi, nhưng mà quan trọng nhất là mấy cái nút này nè các bạn, cứ ép sát vô thôi nó bị cấn phím, nó bị đứt phím ha. Rồi các bạn tắt ra.
gỡ từng miếng ra, gỡ cái phần băng keo hai mặt á, để tí mình dán vô dính vô. Và được nhanh các bạn. Rồi sau khi các bạn mà tháo cái băng keo ra, các bạn dán lại hình cho mình nha. Cái xe kia các bạn gắn vô trước nha các bạn. Cái này cái miếng nút này nè, các bạn gắn vô trước cho mình nha. Chờ mà cái keo cũ quá nó còn dính ở đây á, các bạn cạy ra hết nha. Cạy cho nó, tại vì nó không bị cứng phím á, các bạn cạo cho nó sạch. Nói chung vệ sinh lại. Mấy lớp keo băng keo hai mặt cũ á, nó còn dư, nó còn cục cộm á, thì các bạn này cạo hết nha, cho nó sạch sẽ lại. Rồi sau đó chúng ta mới gắn vô ha, gắn cái sai kỳ mới vô. Chứ tại vì lớp keo á, các bạn nhiều lớp keo á, nó đội lên nha các bạn. Nó đội lên, nó bị chạm phím á các bạn. Gắn cái phím vô nó bị chạm á. Rồi sau khi mình vệ sinh xong á, các bạn bắt đầu tiến hành gắn phím vô nha. Vị trí gắn các bạn gắn cái nút này vô trước nha các bạn. Rồi. Nói chung là nó có mấy cái rãnh đó các bạn, chứ ép vô là ok, dính rồi, dính vô rồi. Các bạn để dính vô rồi, rồi các bạn chỉ cần gắn lại socket nè, socket vô cái support phía dưới, và socket vô cái support phía trên. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Rồi các bạn chỉ cần gắn pin vô là ok. Các bạn tiến hành bóp lại nha, bóp cho cái mấy cái phím này nè, cái keo nó dính sát vô để khỏi bung ra nha. Nhớ cho keo nó dính vô nha các bạn, chứ đừng có để nó hở, nó chạm với chạm ha. Rồi các bạn sau đó các bạn chỉ cần ráp vỏ sườn vô là ok. Mấy cái vỏ này các bạn nó hơi bị ấy ha. Thế các bạn cố gắng làm nhẹ tay thôi, chứ đừng có làm mạnh tay quá. Và cuối cùng là chúng ta bắt ốc vô là xong nha các bạn. Ở đây có 6 ốc ha. Ốc có điện thoại các bạn nên tốt nhất bắt chéo nha các bạn, đừng có bắt theo thứ tự. Vô ốc này các bạn bắt ở đây, bắt chéo, bắt đèn chéo. Bắt quậy cho cứng nha các bạn, mà bắt cái viền trước ha, đừng nên bắt cái giữa. Ở nhà các bạn cứ thao tác này, cái này dễ nha các bạn, không cần phải kỹ thuật hay là các bạn chỉ cần khéo tay chút xíu là ok ha. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Đó, bấm nút nguồn nè, tắt nè, bật nè. Rồi các bạn chỉ cần ráp vô thôi, gắn cái nắp pin vô là xong nha các bạn.
khán giả nó khích nha các bạn. Tiến hành thử nha, thử nè, nút nguồn các bạn mới thay á. À, tắt mở màn hình nha các bạn, như vậy là ok nha các bạn. Và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn khắc phục được hay là sửa được cái nút nguồn nha các bạn. Cái cách này á, các bạn có thể áp dụng được tất cả các dòng máy nha, dùng Seiki á, như máy Samsung, Apple hoặc là cái máy như cái này Nokia 625 là có một cái cách phím 1320 các bạn, hoặc là iPhone á, nếu sử dụng cách phím nguồn hay là nhiều loại này á, các bạn có thể áp dụng nha. Thay chứ cần, các bạn không cần phải thay cách phím đâu, các bạn nên thay cái nút này cho mình thôi. Như cái nút nguồn, các phím nguồn iPhone 4 á, hoặc là cái nút Home của iPhone 4 á, 4S á, các bạn có thể thay được tại nhà, không cần phải mua các phím mới. Các bạn chỉ cần có cái nút này cho mình thôi là các bạn thay được, ok. Và là video mình đến kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ các bạn. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.